công văn số 135 BCTT TKCN ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn có nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực miền núi. Theo thông tin cảnh báo từ hệ thống các trạm đo mưa tự động, trong từ 14 giờ đến 17 giờ chiều nay, 22 tháng 9 năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, điển hình như Trà Xinh 107 mm, Trà Tây 103 mm, Sơn Bua 57 mm, Long Sơn 53 mm, Hương Trà 52 mm. Và theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn có khả năng còn tiếp tục trong thời gian tới, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực. Để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ tổ chức triển khai các nội dung sau. 1. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực để chủ động các biện pháp ứng phó tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để kịp thời di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn. 2. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương nêu trên, quan tâm tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để phối hợp thực hiện. Ký thay chánh văn phòng, phó chánh văn phòng Bùi Đức Thái